Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Tại Gia. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái loại cải tiếp theo, đó là loại cải cúc hay còn gọi có tên khác là tằng ô. Đây chính là cây cải ngày hôm nay. Thì cây cải cúc này có tên khoa học là Coronaria, có nguồn gốc từ Địa Trung Hải và vùng Đông Á. Đặc điểm của cái cây cải cúc đó thì là rễ ăn nông, thân thì màu xanh ngã, xanh trắng, lá thì xanh ngã vàng, lá xẻ thùy, nhìn khá giống cái loại hoa cúc chúng ta, nên cũng nó được đặt tên là cải cúc. Thì đặc điểm của cây này á, thì từ khi trồng tới khi mà thu hoạch á, là khoảng 35 ngày. Cái lúc này á, thì cái thân nó sẽ cao hơn khoảng 30 cm. Cái thân lúc này thì nó vẫn còn non, thì chúng ta có thể là khá là mềm. Cái loại cải này á, thì nó có tính hàn, giúp trị một số cái loại bệnh như là cảm cúm nè, giải cảm. Do nó có tính nhuận nên chị được bệnh táo bón. Một vài cái thành phần dinh dưỡng có trong cải cúc thì nó là có vitamin A, B, C, D, E và một số tố như là kẽm, sắt. Cây cải cúc thì rất là có lợi và cũng rất là dễ ăn. Mọi người hãy nhìn cái lá thì có mùi khá là thơm. Một số món ăn được nó thì chúng ta có thể xào hoặc là nấu canh, chúng ta cũng có thể là nhúng lẩu. Nhưng do đặc tính của cái cây này á, thì cái tinh dầu ở trong nó thì khá là dễ bị bay hơi, nên các bạn hãy nấu nhanh qua với lửa lớn để tránh đi mất cái hàm lượng dinh dưỡng trong nó. Thì cái cách trồng cải cúc thì như là các bạn thấy, đây là một cái khay như thế này. Một cái khay này thì bên công ty của mình có cung cấp. Một cái khay như vậy là dài là 40, ngang là 40, dài là 60. Thì các bạn cách gieo thì các bạn cứ xới đất và cho nó xốp, sau đó các bạn cứ rải cái hạt lên và tưới nước. Thì khoảng 3 tới 5 ngày sau thì cái hạt bắt đầu nảy mầm. Thì lúc đó các bạn cứ để cho nó hấp thụ các chất dinh dưỡng ở trong cái phần hạt của nó, trong đó có chất dự trữ dinh dưỡng cho cái cây. Sau khi mà giai đoạn khoảng 10 ngày thì các bạn bắt đầu bón phân cho nó. Như là ở đây thì mình sử dụng phân sinh học là phân NutriSoy. Bên mình không sử dụng thuốc hóa học. Thì trong một cái giai đoạn quá trình sinh trưởng của cây ấy, thì mình bón khoảng 2 lần vào cái lúc là giai đoạn cây khoảng 10 ngày. Tiếp theo đó là cây giai đoạn khoảng là 20 tới 25 ngày. Màu xanh khá là nhiều. Nếu mà các bạn muốn tăng cái mùi vị của cái cải cúc này lên đó, thì các bạn hãy bón cái phân gà thì cái mùi của nó khá là nồng và thơm. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo.